là quốc gia sở hữu nền tảng công nghệ đối kháng điện tử hàng đầu thế giới nên dễ hiểu Nga đang sở hữu kho vũ khí đối kháng điện tử đồ sộ phục vụ nhiều mục đích và khả năng tác chiến khác nhau. Trong tác chiến hiện đại, việc phát hiện và vô hiệu hóa các loại thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, rẻ tiền và linh hoạt đóng vai trò rất quan trọng trên chiến trường. Chính vì thế, Nga đã phát triển tổ hợp thiết bị đối kháng điện tử nhỏ gọn, có thể mang vác, thời gian triển khai và thu hồi ngắn phù hợp trong tác chiến cơ động. Tổ hợp thiết bị RB-504PE Silov chính là vũ khí như vậy. Tổ hợp được thiết kế để phát hiện, xác định nguồn phát tín hiệu, kênh truyền dữ liệu để tạo ca nhiễu gây gián đoạn kênh liên kết giữa trung tâm điều khiển tới UAV kể cả thông qua sóng vô tuyến trực tiếp hoặc kênh liên kết vệ tinh. Với việc mất điều khiển, thiết bị bay sẽ bị vô hiệu hóa hoặc dễ dàng bị bắn hạ. Với thiết kế nhỏ gọn, việc triển khai tổ hợp đối kháng điện tử chỉ mất khoảng 5 phút. Ở chế độ hoạt động thông thường, nó tạo ra khu vực áp chế điện tử dạng nón rộng 1,8 km. Tổ hợp có thể ca nhiễu 4 thiết bị bay và 2 kênh liên kết vệ tinh trong phạm vi tác chiến cùng lúc. Điểm mạnh của Silov chính là khả năng tác chiến hoàn toàn tự động và đưa ra các tham số giúp kíp điều khiển có thể đưa ra phương án xử lý chính xác và nhanh chóng. Tổ hợp đối kháng điện tử này đã được quân đội Nga sử dụng trong chiến đấu và hiện đã được phép xuất khẩu ra nước ngoài.